Xin chào mọi người, thì hôm nay bên mình đang có chuẩn bị một cái đơn hàng đồ thờ men dạn đắp nổi với cái họa tiết màu lam cho gia chủ ở Hải Phòng. Thì đây là một trong những cái khâu quan trọng nhất của bên mình khi mà trước khi sản phẩm giao đến tay các khách hàng, đó là phải kiểm kê lại đơn hàng mà khách đã đặt và kiểm tra từng sản phẩm xem có bị lỗi hay có vấn đề gì không, để làm sao sản phẩm giao đến tay khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Thì toàn bộ đây là sản phẩm đều được làm thủ công nhé mọi người. Ví dụ như cái bát hương này thì là hàng làm khuôn, sau đó họa tiết thì sẽ được khắc tay thủ công, tức là có khuôn nhưng mà mình vẫn phải tỉa tót lại bằng tay hết. Còn những cái râu rồng hay là những cái họa tiết trên rồng này thì đều là được đắp tay này. Ví dụ cái râu chìa ra bên ngoài là phải đắp hết. Đơn hàng này của khách thì đặt cũng tương đối là gấp. Thực ra chỉ có thời gian là 5 ngày tính từ ngày đặt, mà nguyên cái khâu nung hàng thôi đã mất 4 đến 5 ngày rồi. Chả có chuyến lò nào mà nung được 3 ngày, trong khi thời gian làm cũng đã mất tầm nếu mà làm thông thường là phải mất 1 đến 2 ngày. Nhưng mà cuối cùng thì phải đẩy nhanh mọi tiến độ hoàn thành họa tiết, yêu cầu các thợ tập trung làm hết cái lô sản phẩm này và đưa vào một cái lò nung nhỏ để làm sao kịp đơn kịp ngày cho khách. Đây thì mình có bày bộ đồ thờ ra để chụp ảnh và quay clip để gửi cho khách trước khi giao này. Bộ đồ thờ này là được làm chế tác theo cái lối men dạn cổ. Thông thường thì họa tiết của bên mình là màu nâu màu vàng, nhưng mà cái này là làm nguyên một màu lam thôi. Bộ này thì không phải là hàng đại trà đâu ạ, phải đặt trước thì mới có hàng. Và đặt trước cho bên mình thường phải 10 đến 15 ngày. Nhưng mà mình đã nói rồi, gia chủ rất là khẩn thiết mong muốn bộ đồ thờ cho kịp ngày. Mà bộ đồ thờ này là do gia đình không phải bày tại tư gia mà bày tại nhà thờ họ, nên là bên mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành đơn hàng. Mọi người có thể thấy này. Thực ra thì hàng mà ra là thường hay bị lỗi nữa, nên là chuyến lò làm gấp này cũng rất là lo mọi người. Nếu không may ra mà chỉ lỗi một sản phẩm thôi là coi như là lại sẽ chậm hàng hóa. Nhưng mà cũng may mắn là ra thì không bị lỗi một sản phẩm nào. Nếu có lỗi thì cũng là một số sản phẩm mình đã cố tình làm dư ra rồi. Mọi người có thể thấy cái khâu kiểm chọn hàng của bên mình rất là cẩn thận tỉ mỉ, nên là quý khách hàng ở xa mà có mua hàng online thì cứ yên tâm nhé, bên mình sẽ chọn lựa thật là kỹ lưỡng. Bởi vì thực ra thì khách nhá, nhận hàng không đẹp khách có thể không lấy, nhưng riêng bên mình mà đã gửi đi rồi là mất rất nhiều chi phí này, từ đóng gói này, tiền cước vận chuyển. Nếu như mà có vấn đề gì xảy ra thì khách hàng hoàn lại hàng thì bên mình sẽ bị tốn nhiều chi phí hơn, nên bên mình không dám làm ăn vớ vẩn hay chộp giật đâu mọi người ạ. Đây, hàng trước khi gửi đi là đều phải lau sạch sẽ cho khách hàng này, sau đó rồi đóng gói cẩn thận và chuyển đi. Sắp xếp vào bộ đồ thờ xong cũng phải mất tầm 30 phút đến 1 tiếng đấy mọi người ạ. Sau đó lại đóng gói cẩn thận. Nên là thông thường rất mong là khách hàng nhận được thì sẽ ok ngay. Chứ có nhiều khách hàng ấy, hàng giao tới còn chưa cả thèm xem hàng, không biết hàng xấu hay đẹp mà đã bảo không lấy hoàn hàng. Đương nhiên thì có rất nhiều những cái khách hàng đáng yêu và dễ tính, nhưng có những cái khách hàng thì khó tính, còn bom hàng nữa cơ. Mà thôi, nói đến vấn đề này thì rất là nhiều chuyện. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng mình chiêm ngưỡng cái thành phẩm của bên mình, bộ đồ thờ men dạn đắp nổi, họa tiết màu lam, màu sắc rất là sáng đẹp mà không mất đi cái nét cổ truyền, cái dòng men dạn được phục chế. Mọi người có nhu cầu về thông tin sản phẩm hay là cần tư vấn một bộ đồ thờ thích hợp thì có thể inbox để bên mình tư vấn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.